này kỳ kỳ bôi nè, ngay chỗ này kỳ không có bôi nè, nó rất là tự nhiên nữa, và sờ vào nó có cảm giác nó khô thoáng á, chứ nó không có cảm giác gì mà nó rít, nó khó chịu. Hello, xin chào các người đẹp và các chàng trai của Kỳ Kỳ. Hiện tại thì Kỳ Kỳ đang ở bên Anh Quốc, và nước Anh cái mùa hè á, hay là châu Âu mùa hè, thường là cái ngày sẽ dài, rất là dài. Giống như bên Anh á, thì tắt nắng sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ tới 9 giờ rưỡi, cho nên Kỳ Kỳ không thể nào mà thiếu chống nắng, đúng không? Cho cả mặt và cho cơ thể. Nếu mà các bạn có xem kênh Kỳ Kỳ một thời gian rồi thì các bạn cũng biết Kỳ Kỳ hay nhắc tới cái chống nắng cơ thể của Eason V. Nhưng mà đây không phải là cái clip mà review chống nắng của Sinh Vi, vì Kỳ đã review chắc cũng phải 2-3 lần rồi đó. Clip này Kỳ sẽ làm giveaway cho 7 bạn may mắn nhất trên kênh Kỳ Kỳ, để các bạn có thể nhận được chống nắng cũng như là cái viên uống làm đẹp da từ bên trong này của Sinh Vi. Thì nếu như các bạn là người may mắn nhận được cái phần quà này á, thì cái kem chống nắng này á, ngoài là nó có cái tác dụng là bảo vệ da khỏi dưới cái ánh nắng mặt trời với cái chỉ số là SPF 50 và PA 4 cộng, nhưng mà thì ngoài ra cái kỳ thích của cái chống nắng này là cái tác dụng làm nâng tông da của nó rất là tự nhiên. Và nếu như mà các bạn nào cũng là một cái người có cái cơ thể đổ mồ hôi nhiều như Kỳ Kỳ á, thì các bạn sẽ rất là appreciate cái texture của cái sản phẩm, vì có rất là nhiều cái sản phẩm chống nắng ở trên thị trường. Thực ra Kỳ Kỳ nghĩ là chống nắng nào cũng tốt thôi, nhưng mà cái texture nó sẽ khác, có những cái sản phẩm nó sẽ làm cho cái da mình nó có cảm giác ẩm mượt trên da. Trên da mặt thì Kỳ thích cảm giác ẩm mượt, nhưng mà trên da cơ thể thì Kỳ thích cái cảm giác nó khô, nó thoáng hơn. Ví dụ như cái kem mà các bạn thấy nó sẽ rất là đặc, nhưng khi các bạn tán ra thì nó giống như một cái lớp phấn ở trên bề mặt, nó bao phủ, nó làm cho cái bề mặt da của mình nó giống như là nó được nâng tông, nhưng mà giống như nó được make up vậy đó. Nó có một cái lớp phấn phấn ở trên bề mặt mà Kỳ thấy là nó cảm giác nó rất là thoải mái, dễ dễ chịu, với lại một cái bề mặt da mà hay đổ mồ hôi như Kỳ. Và các bạn thấy nè, không, cái sự nâng tông và làm mịn da tức thì của cái sản phẩm, các bạn thấy không? Cái này Kỳ Kỳ bôi nè, ngay chỗ này Kỳ không có bôi nè, nó rất là tự nhiên nữa, và sờ vào nó có cảm giác nó khô thoáng á, chứ nó không có cảm giác gì mà nó rít, nó khó chịu. Sự so sánh hai tay thì Kỳ bôi bên đây nha. Đó, thì nếu như các bạn là một trong những bạn may mắn có cái sản phẩm này á, thì Kỳ Kỳ nghĩ là ngoài chống nắng ra, các bạn hoàn toàn có thể giống Kỳ Kỳ, mình dùng những khi mà mình cần một cái sự đề màu da, ví dụ như khi mà Kỳ Kỳ đi sự kiện, hay là khi mà Kỳ Kỳ cần cái mặc đồ mà khi mà sát nách hay nọ, nhiều khi da cơ thể của mình nhiều khi nó mịn đó, nhưng mà nó đâu có đề màu đâu, thì Kỳ sẽ dùng cái chống nắng Eason V này để Kỳ Kỳ bôi lên như một cái lớp làm đều màu da cơ thể. Thấy không, rất là đẹp đúng không, nó rất là mịn luôn á. Thì cái trong cái set mà giveaway tặng á, ngoài cái này thì Eason V còn muốn gửi tặng cho các bạn cái viên uống. Trong cái viên uống này là nằm trong cái bộ trị mụn, tại vì trong đây nó có thành phần là kẽm, nó sẽ giúp cho những cái bạn mà điều tiết cái da nó tiết dầu nhiều quá đó, thì nó sẽ kiểm soát được cái việc tiết dầu, nó sẽ trở nên nó bình ổn hơn. Tuy nhiên với Kỳ Kỳ á, thì Kỳ thấy trong đây nó còn có cao cái sữa nè, thảo mộc, vitamin E và collagen nữa, thì Kỳ thấy là những cái này thì không hẳn chỉ là dành cho những người có bạn làn da bị mụn và da dầu đâu, mà nghĩ là ai cũng có thể uống để giống như cung cấp những cái thành phần thảo mộc tốt cho cơ thể. Thì đó, cái set này là làm đẹp từ bên trong cũng như là bảo vệ và làm trắng sáng từ bên ngoài. Kỳ hy vọng là các bạn tham gia giveaway và có cái sản phẩm này, và các bạn xài và các bạn có thể review lại cho Kỳ nghe. Sẵn đây Kỳ xin cảm ơn Eason V đã tài trợ cho cái kênh của Kỳ cái giveaway này. À quên nữa, mọi thông tin chi tiết của cái giveaway Kỳ sẽ để ở dưới cái phần giới thiệu video clip cũng như là cái comment đầu, các bạn vào đó để tham khảo. Kỳ cảm ơn các bạn qua chơi với kênh Kỳ nha. Đó, còn bây giờ thì Kỳ xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.